ba gương mặt còn lại là Ngọc Phụng, Phan Anh Quân và Y Nguyên sẽ đối mặt với thử thách Bolero kết nối. Họ sẽ dùng những ca khúc gì để kết nối giá trị của dòng nhạc Bolero các giai đoạn khác nhau? Họ có thành công trong việc chinh phục những tài nghệ đầy kinh nghiệm của ban giám khảo? Tất cả sẽ có trong tập 16 Solo cùng Bolero 2019, phát sóng lúc 21 giờ thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ bảy ngày 29 tháng 2 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.